Đến khuya 22 tháng 2, lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vẫn khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe container và xe máy trên cầu Suối Linh khiến hai người thương vong. Theo các nhân chứng, tối cùng ngày, xe máy do anh Ngô Văn Bi, sinh năm 1992, quê Phan Thiết điều khiển, chở theo một người lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Amata về hầm chui Tam Hiệp. Khi đến đoạn giữa cầu Suối Linh, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa thì xảy ra va chạm với một phương tiện khiến cả hai nạn nhân ngã xuống đường. Lúc này, một xe container chạy cùng chiều chờ tới, cán qua người, khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng. Chứng kiến sự việc, một số người dân đã đuổi theo và chặn được xe container khi xe này đã chạy cách hiện trường khoảng 1 km. Tại hiện trường, nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi khiến giao thông qua quốc lộ 1A ùn ứ kéo dài.